Nhóm dân quân thân Ukraine tuyên bố kiểm soát thị trấn biên giới Nga. Nga hứng đòn tập kích mạnh nhất bằng UAV kể từ khi chiến sự bùng nổ. Binh sĩ Ukraine kiệt sức, chỉ huy biến mất bí ẩn khiến Avdiivka sụp đổ. Binh sĩ Nga chụp ảnh bên chiến lợi phẩm xe tăng Leopard thu được từ Ukraine. Tổng thống Putin nêu tên vũ khí mạnh nhất của Nga. Ngày 12 tháng 3, nhóm vũ trang thân Ukraine có tên gọi Quân đoàn Tự do Nga FRL tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Tekino ở tỉnh Kursk của Nga sau một cuộc đột kích. Quân đoàn Tự do Nga cho biết, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Tekino ở tỉnh Kursk. Lực lượng của Nga đã nhanh chóng rút khỏi thị trấn, để lại thiết bị hạng nặng. Nhóm này cũng đăng tải một đoạn video dường như do máy bay không người lái ghi lại, cho thấy binh sĩ Nga bỏ vị trí, chạy qua một cánh đồng ở Tekino. Tuyên bố được đưa ra sau khi FRL cho biết, lực lượng của họ từ Ukraine sử dụng xe tăng, thiết bị hạng nặng đã đột kích vào biên giới Nga. Người phát ngôn của FRL, ông Alexei Baranovsky nói, đây mới chỉ là ngày đầu tiên của chiến dịch, những điều thú vị nhất vẫn còn ở phía trước. Trả lời phỏng vấn Reuters qua ứng dụng Zoom từ một địa điểm bí mật, ông Baranovsky cho biết, một lực lượng của FRL hiện ở vùng Kursk, tỉnh biên giới của Nga, giáp Ukraine. Ông này cho biết, cuộc tấn công có thể khiến Nga phải đưa lực lượng dự bị đến để bảo vệ khu vực này, từ đó sẽ giảm sức ép cho quân đội Ukraine ở miền đông, ông nói. Chúng tôi đang đánh lạc hướng lực lượng dự bị, sự chú ý của quân đội Nga. Họ buộc phải chuyển quân dự bị, đây cũng là đóng góp của chúng tôi để bảo vệ Ukraine. FRL tuyên bố đã phá hủy một xe bọc thép chở quân của Nga. FRL tiết lộ, chiến dịch đột kích của họ được thực hiện với sự phối hợp của quân đội tình nguyện Nga và tiểu đoàn Siberia. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, cuộc đột kích của lực lượng thân Ukraine và vùng biên giới Belgorod, Kursk đã thất bại. Theo bộ này, lực lượng vũ trang thân Ukraine với sự hỗ trợ của xe tăng, xe chiến đấu bọc thép đã tấn công đồng thời từ 3 hướng nhằm vào Belgorod khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 3 theo giờ địa phương. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi các nhóm vũ trang này khi chưa kịp đột kích qua biên giới. Chiến dịch đột kích Belgorod thất bại khiến dân quân thân Ukraine mất khoảng 60 người, 5 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép. Tại vùng Kursk, nhóm thám báo cũng tìm cách đột kích vào thị trấn Tekino khoảng 8 giờ sáng, nhưng không thành và phải chịu tổn thất nặng nề. Về phía Kiev, phát ngôn viên tình báo quân đội Ukraine GUR, ông Andriy Zhukov khẳng định, các nhóm dân quân như FRL và binh đoàn tình nguyện Nga, RCV, không hoạt động theo lệnh của Kiev khi mở các đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Zhukov nói rằng, các vụ tấn công này cho thấy Nga một lần nữa không kiểm soát được tình hình ở nước này. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3. Vài ngày trước, Đại sứ quán Mỹ và một số đại sứ quán châu Âu tại Nga khuyến cáo công dân của họ tránh những nơi đông người ở Moscow và các thành phố lớn của Nga do lo ngại cuộc tấn công của những phần tử cực đoan. Nga được cho là đã phải đối mặt với một vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn chưa từng thấy kể từ khi xảy ra chiến sự với Ukraine đến nay. Theo thông tin từ Newsweek ngày 12 tháng 3, các UAV tiến hành tấn công 9 vùng của Nga, trong đó có 2 cơ sở năng lượng. Đây được xem là một cuộc tập kích lớn nhất vào lãnh thổ kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev bùng phát hơn 2 năm trước. Tháng 8 năm 2023, một vụ tấn công bằng UAV diễn ra tại 6 vùng của Nga, được coi là một trong những cuộc tập kích quy mô nhất từ khi chiến sự bùng nổ. Ngày 12 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không của họ đã phát hiện và đánh chặn thành công 25 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm tại các vùng Moscow, Leningrad, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula và Orion. Chính quyền các khu vực Nizhny Novgorod và Voronezh cũng ghi nhận các cuộc tấn công. Trong những tháng gần đây, nhiều thông tin về các vụ cháy ở các kho dầu và sự phá hoại đường sắt trên khắp lãnh thổ Nga đã xuất hiện. Các phương tiện truyền thông ở Ukraine thường liên kết các cuộc tấn công này với các hoạt động của lực lượng tình báo quân sự Ukraine, mặc dù chính quyền ở Kiev thường không lên tiếng về các vụ tấn công trên lãnh thổ Nga. Thống đốc Orion Andrei Klitschkov cho biết trên Telegram rằng, một máy bay không người lái đã tấn công khu phức hợp nhiên liệu và năng lượng ở thủ phủ của khu vực, gây ra hỏa hoạn và sau đó đám cháy đã được dập tắt. Người dân địa phương đã chia sẻ cảnh quay về vụ nổ trong thành phố và hãng truyền thông nhà nước RIA đưa tin rằng một cuộc tấn công máy bay không người lái đã khiến 17 người từ 2 tòa nhà lân cận phải sơ tán.
Các nhà chức trách ở vùng Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng gần 400 km về phía đông cho biết, một số máy bay không người lái đã tấn công khu công nghiệp Kotovo, nhắm vào một cơ sở trong nhà máy lọc dầu gây ra hỏa hoạn. Công ty dầu mỏ Lukoil là một trong những công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga, xác nhận với RIA Novosti về hoạt động sản xuất của họ đã bị tạm ngừng sau vụ việc. Thống đốc của vùng Belgorod giáp danh với các khu vực của Ukraine, ông Vyacheslav Gladkov cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra sự cố mất điện tại 7 khu dân cư. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không ở khu vực Belgorod đã tiến hành bắn hạ thành công một tên lửa Tokha-U và 8 quả đạn từ hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire. Ông Gladkov xác nhận không có thương vong hoặc thiệt hại nào sau cuộc tấn công này. Trong khi đó, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết một máy bay không người lái bị bắn hạ ở quận Ramensky nhưng không có báo cáo về bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào tại khu vực này. Sau các cuộc tập kích bằng UAV, không có báo cáo về thương vong tại các khu vực Leningrad, Bryansk và Voronezh. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine tuyên bố tấn công vào lãnh thổ của Nga ở khu vực Belgorod và Kursk, sử dụng xe bọc thép được hỗ trợ bởi hỏa lực súng cối và pháo binh. Theo phía Ukraine, các nhóm này bao gồm các công dân Nga và hoạt động độc lập, không có liên quan đến chính phủ Kiev. Tuy nhiên, các nhóm này đặt trại trên lãnh thổ của Ukraine. Nga tuyên bố họ đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ, mặc dù nhóm này thông báo kiểm soát một ngôi làng gần biên giới Nga-Ukraine thuộc phía của Moscow. Gần đây, phóng viên từ tờ The Sun đã có cơ hội tháp tùng đội quân Ukraine sử dụng các xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp để đối mặt với lực lượng Nga. Binh sĩ Ukraine đã ca ngợi khả năng bắn chính xác của xe tăng Challenger 2, được trang bị pháo chính 120mm. Theo báo The Sun, một chiếc Challenger 2 đã khai hỏa khi đang di chuyển với pháo chĩa về một phía, hạ gục một mục tiêu có kích thước tương đương với một đĩa CD ở khoảng cách xa hơn 1,6 km. Chỉ huy một đội xe tăng Ukraine được huấn luyện bởi người Anh và được biết đến với biệt danh là Kaifarik Jesse. Điều tuyệt vời nhất ở Challenger 2 là khẩu pháo của nó. Tôi thích Challenger 2, nó giống như một tay bắn tỉa, rất chính xác. Chỉ huy Kaifarik 26 tuổi nhấn mạnh, nó có thể bắn chính xác và nó có lớp giáp tốt. Nó là một vũ khí thực sự mạnh, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách nó được sử dụng. Một chiếc xe tăng Challenger 1 của Anh đã được thiết lập kỷ lục về việc hạ gục mục tiêu ở khoảng cách xa nhất, được xác nhận là 4,7 km. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh vào năm 1991, chỉ huy Kaifarik khẳng định, quãng đường chúng tôi khai hỏa rất xa là 4,5 km, nó ghi chính xác, nó đã bắn trúng mục tiêu. Kaifarik tiết lộ đội xe tăng Challenger của Anh thường xuyên thực hiện các pháo kích nhắm vào mục tiêu ở khoảng cách 4,5 km. Tuy nhiên, đa số nhiệm vụ của họ là hạ gục các vị trí bọc thép của Nga, bao gồm cả hầm trú ẩn và xe bộ binh. Anh đánh giá rằng khẩu pháo trên xe tăng Challenger tốt hơn gấp 10 lần so với pháo trên xe tăng T-80 thời Liên Xô mà ông từng chỉ huy. So với Challenger, pháo trên T-80 chẳng là gì cả. Với trọng lượng 64 tấn, xe tăng Challenger gần giống với Leopard 2 của Đức và Abrams 11A2 của Mỹ, nhưng nặng hơn 20 tấn so với T-80, theo thông tin từ The Sun. Phóng viên của The Sun cũng ghi nhận một sự cố khi một chiếc Challenger bị mắc kẹt trong vùng lầy thuộc chỉ huy Kaifarik, phải huy động binh sĩ và một chiếc Challenger khác để giải cứu chiếc Challenger bị kẹt. Anh đã tặng 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine trong năm ngoái, mở đường cho các đồng minh khác như Mỹ, cung cấp xe tăng Abrams và một số quốc gia khác gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Tuy nhiên, đội xe tăng Challenger của Ukraine tiết lộ với The Sun rằng chỉ có 7 trong số 14 xe tăng được tặng vào tháng 3 năm 2023 vẫn còn hoạt động. Ngoài chiếc bị máy bay không người lái phá hủy vào tháng 9 năm 2023, một chiếc khác đã được chuyển giao cho một đơn vị huấn luyện tại một nơi khác ở Ukraine. Hai chiếc khác bị hư hỏng trong chiến đấu nhưng đã được sửa chữa, trong đó có một chiếc đã thay thế nòng. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hơn là độ tin cậy. Năm chiếc Challenger đã bị hỏng và Kaifarik cho biết các phụ tùng thay thế từ Anh đôi khi phải mất hàng tháng mới có thể chuyển đến và Anh thiếu thợ máy có tay nghề cao để đảm bảo xe tăng hoạt động tốt nhất trong trận chiến. Anh Kaifarik cho biết tình trạng thiếu lính mới thường xuyên ở tiền tuyến đồng nghĩa với việc các đội xe tăng được huấn luyện phải rời khỏi phương tiện của họ để hỗ trợ đào chiến hào cho bộ binh. Anh Kaifarik thừa nhận những miếng đệm cao su trên bánh xích xe tăng liên tục bị mòn. Chỉ huy Kaifarik nhận định các bộ phận ở tháp pháo và các bộ phận ngắm bắn chính xác cũng không bền. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Anh và Ukraine cũng như Nga đối với đánh giá trên của Kaifarik. Hôm 10 tháng 3,
Phóng viên Nga Vladimir Soloviev đã công bố hình ảnh một binh sĩ nước này đứng cạnh xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Ukraine. Thời gian chụp không được tiết lộ, nhưng dường như đây là chiếc xe bị lực lượng Nga bắn cháy gần làng Stepov, phía bắc Avdiivka ở tỉnh Donetsk cuối tháng 10 năm 2023. Qua bức ảnh có thể thấy chiếc Leopard 2A6 ở trạng thái còn khá nguyên vẹn nhưng có dấu vết hư hại, cháy xém ở phần đuôi và mặt sau tháp pháo. Binh sĩ Nga trông có vẻ thoải mái do tiền tuyến đã đẩy lùi ra xa khỏi khu vực này và lực lượng Ukraine khó tập kích mục tiêu hơn. Julian Roepke là phóng viên Đức chuyên theo dõi tình hình Ukraine nhận xét. Đây là chiếc Leopard 2A6 đầu tiên của Ukraine rơi vào tay quân đội Nga. Nhiều khả năng họ sẽ tìm cách đưa nó về hậu phương để phục vụ mục đích tuyên truyền, nhưng quá trình này sẽ tiêu tốn nhiều công sức do Leopard 2A6 nặng đến 55 tấn. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Hồi tháng 3 năm ngoái, Ukraine đã nhận 21 xe tăng Leopard 2A6 từ Đức và Bồ Đào Nha, tất cả đều được biên chế cho Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47. Cuối tháng 10 năm 2023, Kiev đã điều động một số xe tăng Leopard 2A6 đến tăng viện cho Avdiivka. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 114 Nga đăng video một chiếc Leopard 2A6 trúng đạn vào khoang động cơ và thủng thùng dầu, gây ra đám cháy, buộc tổ lái Ukraine bỏ lại xe. Hồi tháng 1 năm nay, quân đội Ukraine đã chuyển toàn bộ xe tăng Leopard 2A6 cho Lữ đoàn Cơ giới số 21 đang phòng thủ trên hướng Crimea, trong khi Lữ đoàn 47 chuyển sang vận hành xe tăng M1A1SA Abrams và T-64 đời cũ hơn. Leopard 2A6 là một trong những biến thể hiện đại nhất của dòng xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất, sử dụng giáp phức hợp thế hệ mới và bổ sung mô đun giáp phản ứng nổ giúp xe chống chịu tốt hơn trước vũ khí chống tăng. Mặt trước tháp pháo cũng được lắp ráp hộp hình nêm để đối phó đạn thanh xuyên động năng của đối phương. Binh sĩ Ukraine cũng lắp thêm các tấm giáp lầm ở mặt bên tháp pháo để tăng khả năng phòng vệ trước vũ khí chống tăng và thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ của Nga. Hiện chưa rõ số lượng xe tăng Leopard 2A6 còn hoạt động của Ukraine. Tuy nhiên, theo báo cáo của ORIX, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ít nhất 12 xe tăng Leopard 2A6 đã bị phá hủy hoặc hư hỏng kể từ đầu chiến sự. Con số thực tế có thể lớn hơn do ORIX chỉ tổng hợp thông tin từ các nguồn mở. Mới đây, hãng thông tấn AP đã phỏng vấn 10 binh sĩ Ukraine để tái hiện lại việc đạn dược ngày càng cạn kiệt. Quân số áp đảo của Nga và sự quản lý yếu kém của Kiev đã dẫn đến thiệt bại tồi tệ của Ukraine ở pháo đài Avdiivka. Cuộc phỏng vấn của hãng AP đồng thời cũng vạch trần những vấn đề tương tự đang gây ra rủi ro cho tương lai gần của Ukraine. Theo AP, tình trạng binh sĩ kiệt quệ được phản ánh qua việc một lữ đoàn Ukraine đã được giao bảo vệ cùng một khu công nghiệp trong nhiều tháng không ngừng nghỉ. Một lữ đoàn khác đã chiến đấu ở Avdiivka gần suốt 2 năm, không có quân tiếp viện hay thay thế để giải tỏa. Trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt đạn dược, quân đội Nga đã tiến hành hàng chục cuộc không kích mỗi ngày, sử dụng bom lượn để phá hủy ngay cả các vị trí kiên cố nhất. Binh sĩ Nga xuất hiện theo từng đợt. Đầu tiên là những cuộc đột kích được trang bị vũ khí hạng nhẹ, buộc quân phòng thủ Ukraine phải tiêu tốn những viên đạn quý giá. Tiếp đó, những binh sĩ Nga được huấn luyện bài bản xuất hiện. Đôi khi có những cuộc phục kích có sự tham gia của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Theo các tài liệu mà hãng tin AP thu thập được, khi tinh thần sa sút, một chỉ huy tiểu đoàn phụ trách hàng trăm người đang trấn thủ Avdiivka đột ngột biến mất trong hoàn cảnh bí ẩn. Một trong những người lính đi cùng viên chỉ huy được tìm thấy đã thiệt mạng. Trong khi đó, người chỉ huy và một người lính khác không được nhìn thấy kể từ đó. Trong vòng một tuần, Ukraine đã mất Avdiivka, thành phố ở vùng Donetsk mà họ đã bảo vệ từ rất lâu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự. Gần như bị bao vây và bị áp đảo, quân đội Ukraine đã quyết định rút lui để tránh tổn thất. Viktor Biliak là một lính bộ binh thuộc lữ đoàn 110, người đã được điều đến để bảo vệ Avdiivka kể từ tháng 3 năm 2022 cho biết. Chúng tôi không kiệt sức về mặt thể chất mà về mặt tâm lý khi bị giam chặt ở đây. Đơn vị của Biliak đóng ở ngoại ô phía nam Avdiivka, trấn thủ một vị trí kiên cố tên là Zenit. Thông thường, binh lính sẽ đào công sự, nhưng Biliak cho biết quân đội Nga bắn liên tục trong khi binh sĩ Ukraine cạn đạn dược để bắn trả và không có bất cứ thiết bị gì để đào hào ngoài xẻng cầm tay. Theo những hình ảnh được đăng trên tài khoản mạng xã hội của nhiều lữ đoàn, một số chiến hào của binh sĩ Ukraine chỉ sâu hơn đầu gối. Điều đó có nghĩa là khi cần rút lui, quân lính Ukraine cũng không nơi nào an toàn để rút lui. Một người lính Ukraine khác tên là Oleg thuộc lữ đoàn 47 cho biết, trận chiến ở Avdiivka bắt đầu có sự thay đổi bước ngoặt vào cuối tháng 11 năm ngoái. Theo đó, trong một cuộc tấn công lớn của Nga, binh sĩ Ukraine nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Bầu trời đầy bom lượn, nhưng vũ khí khổng lồ không có điều khiển từ thời Liên Xô đã được trang bị thêm hệ thống định vị mục tiêu có thể xóa sạch mọi thứ xung quanh họ. Máy bay không người lái có chất nổ có thể xâm nhập vào các tòa nhà và săn lùng họ. Khi kho đạn đã cạn, các binh sĩ Ukraine bắn một viên đạn thì lực lượng Nga bắn tới 8 đến 9 viên. Thời điểm đó,
ý tưởng rút lui đã nảy mầm trong số những người lính Ukraine khi họ phải đối mặt với việc không có quân tiếp viện, không còn đạn dược và không có thay đổi nào trong chiến lược phòng thủ. Khi hàng trăm binh sĩ Ukraine rút về cố thủ bên trong nhà máy than cốc của Avdiivka, quân đội Nga vẫn không ngừng tấn công họ. Hàng chục quả bom lượn bắt đầu phát nổ mỗi ngày. Ông Oleksandr là một đại đội trưởng thuộc lữ đoàn tổng thống bên trong nhà máy cho biết ảnh hưởng tâm lý rất khủng khiếp đối với binh sĩ Ukraine lúc này. Ông nói, mọi người đều quen với pháo binh, nhưng bom lượn là một thứ mới và chúng tôi chưa quen với chúng. Sức công phá của chúng lớn hơn gấp nhiều lần, ảnh hưởng đến tâm lý cũng lớn hơn. Khi nhiều binh sĩ cảm thấy bị các đồng minh phương Tây bỏ rơi, chỉ huy cấp cao của họ cũng phớt lờ. Giữa lúc này, lực lượng đặc biệt của Nga bắt đầu xuất hiện. Không biết từ đâu, nổ súng vào binh sĩ Ukraine rồi biến mất. Quân nhân Nga chui ra từ một cái cống phía sau phòng tuyến của Ukraine và bắt được một chỉ huy trước khi những người lính choáng váng kịp phản ứng. Không giống như quân đội Ukraine đang lâm vào cảnh cạn kiệt vũ khí, quân đội Nga có nguồn cung cấp nhân lực và đạn dược dường như vô tận và không sợ lãng phí nó. Giữa các cuộc không kích không ngừng nghỉ và sự tiến công của bộ binh Nga, quân Ukraine nhận thấy các lựa chọn của họ ngày càng thu hẹp. Người lính Ukraine tên là Oleg thừa nhận, với áp lực liên tục và thiếu sự giúp đỡ, nhiều người đã bàn đến việc rút lui. Binh sĩ này cho biết, các cuộc tấn công liên tục của họ khiến chúng tôi kiệt sức. Người lính Ukraine tên là Pliak cho biết, hôm 15 tháng 2, lữ đoàn 110 của Anh bắt đầu nhận được lệnh rút lui vào ban đêm khỏi các vị trí ở sườn phía nam Avdiivka. Tuy nhiên, cuộc rút lui không suôn sẻ khi nhiều đồng đội của Pliak thiệt mạng và bị thương do bị phục kích. Pliak chia sẻ, sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra sớm hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ và chạy trốn khỏi đó vì chúng tôi đã biết từ lâu rằng ngày tận thế sắp đến. Nhưng sau đó chúng tôi biết rằng đã quá muộn và đó là lý do chúng tôi tuyệt vọng. Lữ đoàn xung kích 3 nhận được lệnh rút lui một ngày sau lữ đoàn 110. Lipen là một người điều khiển máy bay không người lái của lữ đoàn cho biết họ đập vỡ bất cứ thứ gì không thể mang theo để ngăn thiết bị rơi vào tay Nga và bị nhồi nhét vào các xe bọc thép chở quân như cá mòi. Cuối cùng vào ngày 17 tháng 2, Nga tuyên bố kiểm soát Avdiivka và nhà máy than cốc ở đây. Quân đội Ukraine cho biết phần lớn binh sĩ đã rút khỏi Avdiivka đều an toàn và tổn thất của Nga còn lớn hơn nhiều. Ngày 29 tháng 2, tân tư lệnh quân đội Ukraine, đại tá Oleksandr Sysky đưa ra tuyên bố cho thấy một số chỉ huy đã có những tính toán sai lầm nhất định trong việc nắm bắt tình hình và đánh giá đối thủ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của lực lượng phòng thủ ở một số hướng nhất định. Truyền thông Ukraine mới đây đã công bố đoạn video quân đội nước này vô hiệu hóa trận địa pháo được Nga triển khai gần thành phố Kramina thuộc tỉnh Lugansk. Trang min.in.ua trích dẫn đoạn video được quân đội Ukraine đăng tải trên mạng xã hội Telegram cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát thuộc biên chế lữ đoàn cơ giới số 63 trong khi hoạt động tại khu vực phía tây thành phố Kramina ở tỉnh Lugansk đã phát hiện trận địa pháo D-20 được quân đội Nga triển khai tại đó. Thông tin từ quân đội Ukraine cho biết UAV đã phát hiện thành công các lựu pháo đối phương được ngụy trang và chuyển tọa độ cho lữ đoàn pháo binh số 45. Được biết, lữ đoàn pháo binh số 45 đã sử dụng pháo tự hành Archer để phá hủy khí tài của quân đội Nga. Theo min.in.ua, D-20 là lựu pháo được Liên Xô đưa vào trang bị trong quân đội từ giữa thập niên 1950. Pháo có trọng lượng 5,7 tấn, dài 8,69 mét, trong đó phần nòng dài 5,19 mét. Pháo sử dụng đạn cỡ 152mm, có tốc độ bắn tối đa từ 5 đến 6 phát một phút và tầm bắn xa nhất lên tới 17,4 km. Trong một diễn biến khác, Ukraine đã tung video đánh bom tàu chở dầu Nga gần Kherson. Theo đó, trang min.in.ua dẫn bài đăng trên mạng xã hội Telegram của chỉ huy không quân Ukraine, tướng Mykola Oleschuk viết rằng bản thân ông cảm ơn các phi công Ukraine vì tác chiến thành công nhằm vào điểm kiểm soát của đối phương. Tướng Oleschuk đã công bố đoạn video do máy bay không người lái UAV trinh sát Ukraine ghi lại quay khoảnh khắc quả bom lao vào tháp chỉ huy tàu chở dầu Mechanik Pogodin đang thả neo ở tả ngạn sông Dnipro, cách làng Vinohrad thuộc tỉnh Kherson khoảng 2,5 km. Min.in.ua nhận định loại vũ khí được không quân Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công trên có thể là bom thông minh JDAM do Mỹ viện trợ hoặc bom AASM do Pháp sản xuất. Ngày 12 tháng 3 tại cuộc gặp ở Điện Kremlin với những người chiến thắng cuộc thi các nhà lãnh đạo của Nga, một sáng kiến của chính phủ Nga nhằm phát triển một thế hệ lãnh đạo mới. Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ vũ khí bí mật giúp Nga giành chiến thắng trước Liên minh phương Tây. Theo đó, trả lời một binh sĩ thuộc quân khu Bắc, ông Putin nhấn mạnh, vũ khí quan trọng nhất của chúng ta là sự đoàn kết của xã hội Nga và thái độ đối với tổ chức như cách các bạn và những người mà các bạn phục vụ đã thể hiện. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, đó là vũ khí quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất của chúng ta. Những người muốn chèn ép chúng ta bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, họ đã không tính đến điều này. Để hiểu điều này, các bạn phải là công dân Liên bang Nga và là một phần của văn hóa Nga.
Cuộc thi các nhà lãnh đạo của Nga bắt đầu vào năm 2017 như một phần của dự án Nga, vùng đất của các khả năng. Mục tiêu của cuộc thi là nuôi dưỡng một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ mới. Theo RT, gần đây, cuộc thi nói trên đã được mở rộng với chương trình Thời đại của các anh hùng, dành riêng cho các cựu chiến binh trong cuộc xung đột với Ukraine. Những người chiến thắng mùa thứ 5 của cuộc thi, các nhà lãnh đạo của Nga đã nhận được giải thưởng tại Moscow trong tháng trước. Những người chiến thắng cuộc thi bao gồm 102 nhà lãnh đạo từ 31 khu vực của Nga cũng như từ Bỉ và Serbia. Trong các bài phát biểu trước đó, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định kinh tế Nga vẫn tăng trưởng bất chấp số lệnh trừng phạt kinh tế kỷ lục từ phương Tây. Ông Putin nói trong thông điệp liên bang thứ 19 rằng trong 9 tháng đầu năm 2023, các khoản đầu tư vào Nga đã tăng vọt 26,6%, vượt mục tiêu tăng trưởng là 15,1%. Năm ngoái, nền kinh tế Nga thậm chí còn phát triển nhanh hơn mức tăng trưởng trung bình toàn cầu và vượt xa mức tăng trưởng của các nước G7. Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, nền kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng hơn 3% trong năm nay. Kể từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự, phương Tây đã áp đặt hơn 10.000 lệnh cấm vận với Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên nhật báo Corriere della Sera của Italy ngày 12 tháng 3, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin cho rằng bên tấn công phải ngừng bắn để đàm phán hòa bình tại Ukraine. Hồng y Parolin nói, bước đầu tiên là phe tấn công phải ngừng bắn trước. Tuyên bố của Hồng y Parolin được coi là nỗ lực của Vatican nhằm làm rõ phát biểu gần đây của Giáo hoàng Francis, trong đó kêu gọi Ukraine có dũng khí giương cờ trắng để đàm phán với Nga. Hồng y Parolin giải thích rằng bình luận của Giáo hoàng Francis thực chất là kêu gọi cả hai phe ngừng bắn và tạo điều kiện cho giải pháp ngoại giao hướng đến hòa bình công bằng và lâu dài. Theo Hồng y, để làm được điều này, điều rõ ràng là cả hai bên phải ngồi vào bàn đàm phán và điều kiện đầu tiên là chấm dứt hành động tấn công lãnh thổ. Ông làm rõ rằng Nga trong trường hợp này bị coi là bên tấn công, nhấn mạnh cuộc chiến ở Ukraine không phải là hậu quả của thiên tai mà là lựa chọn của con người. Hồng y Parolin nói, chính ý con người đã gây nên thảm họa này cũng có khả năng và trách nhiệm tiến hành các bước để chấm dứt nó và mở đường cho giải pháp ngoại giao. Giáo hoàng Francis vấp phải nhiều phản ứng gay gắt sau khi một phần nội dung cuộc phỏng vấn của ông với đài RSI được công bố, trong đó ông trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến chiến sự Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dự kiến công bố ngày 20 tháng 3, phóng viên đặt câu hỏi. Ở Ukraine, một số người kêu gọi dũng cảm đầu hàng hoặc giương cờ trắng. Những người khác nói điều này là quy phục kẻ mạnh. Ngài suy nghĩ như thế nào? Giáo hoàng nói, bên mạnh mẽ nhất là người nghĩ đến dân thường, có dũng khí giương cờ trắng và bắt đầu đàm phán khi nhìn vào tình hình. Nga hoan nghênh quan điểm này của giáo hoàng, cho rằng quan điểm của ông là có thể hiểu được, nhưng Ukraine và nhiều nước khác phản đối quyết liệt. Hồng y Parolin cho rằng, bình luận của giáo hoàng Francis đã bị diễn giải lệch khỏi bối cảnh cuộc phỏng vấn. Theo ông, phóng viên đã sử dụng hình ảnh cờ trắng để ám chỉ ý đầu hàng và giáo hoàng trả lời theo mạch dẫn dắt của câu hỏi, nhưng chuyển sang ý đàm phán và nói lòng can đảm đàm phán không đồng nghĩa với đầu hàng. Sau đó kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine để mở đường cho đối thoại. Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni cũng giải thích rằng giáo hoàng Francis chỉ mượn hình ảnh cờ trắng do chính phóng viên đưa ra để bày tỏ mong muốn hòa ước tại Ukraine. Ông Bruni khẳng định giáo hoàng Francis đã nhiều lần nhấn mạnh đàm phán không đồng nghĩa với đầu hàng trong cuộc phỏng vấn, nhưng chương trình của RSI chưa lên sóng. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bộc lộ sự mâu thuẫn sau phát ngôn giương cờ trắng của giáo hoàng Francis. Cụ thể, Điện Kremlin cho biết lời kêu gọi đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự của giáo hoàng Francis là điều khá dễ hiểu. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lại cho biết đây không bao giờ là thời điểm để nói về việc đầu hàng. Ông Stoltenberg trả lời hãng tin Reuters rằng, nếu chúng ta muốn một giải pháp thương lượng, hòa bình, lâu dài, thì cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hôm 11 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập Sứ thần Vatican tại Ukraine, ông Visvandat Gumbokas, để bày tỏ thất vọng với những bình luận của giáo hoàng Francis về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tờ Forbes mới đây đã dẫn lời sĩ quan của đội Mỹ, ông Stanislav Krapivnik cho biết, hàng chục quân nhân từ các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể bị loại khỏi vòng chiến đấu cùng với hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine trong vụ tấn công bằng tên lửa Iskander-M của Nga ngày 9 tháng 3. Ông nói, quân nhân Mỹ đã đến Ukraine để bảo trì hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, các quân nhân NATO khác cũng có thể ở đó, đặc biệt là tại tiền tuyến. Ví dụ Ukraine từng tiết lộ các binh sĩ Đức đang vận hành Patriot. Tôi không ngạc nhiên với thông tin này. Trước đó binh sĩ Anh cũng ở đó và họ từng bị thiệt mạng cùng với Patriot. Ông Krapivnik cũng tiết lộ thêm, một khẩu đội phòng không Patriot Mỹ thường vận hành bởi từ 20 đến 30 người hoặc nhiều hơn nữa. Tại Ukraine, số người vận hành này không đổi và phần lớn là lính Mỹ.
Rất không may cho lực lượng này là họ đã trúng đòn tấn công từ tên lửa đạn đạo Nga, không có dấu hiệu nào cho thấy họ sống sót. Trong khi đó, chuyên gia David Ace của Forbes cho biết, quân đội Ukraine đã tiếp nhận tổng cộng 3 hệ thống Patriot, gồm 2 tổ hợp của Đức và 1 từ Mỹ, kèm theo 4 bệ phóng riêng lẻ. Phương Tây không công bố số lượng khí tài được chuyển giao, nhưng mỗi tổ hợp Patriot có thể được biên chế 4 đến 8 bệ phóng, chuyên gia Ace nhận định. Hai xe bệ phóng Patriot phát nổ tại chỗ khi vận hành tên lửa cũng gần như chắc chắn đã thiệt mạng. Đòn tập kích này đã xóa sổ 7-13% tổng số bệ phóng Patriot trong biên chế quân đội Ukraine. Theo chuyên gia, tổ hợp phòng không Patriot có thể bắn hạ tên lửa Iskander, nhưng với điều kiện chúng đang được triển khai và trực chiến, không phải đang di chuyển trên đường. Vụ tập kích cũng cho thấy quân đội Nga đã rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện chuỗi hủy diệt, gồm trinh sát, phát hiện mục tiêu và công kích. Đoàn xe Ukraine bị máy bay không người lái trinh sát Nga phát hiện khi dừng trên đường, dường như là đang nghỉ chân trên hành trình đến trận địa mới. Đây là thời điểm vàng để Nga tung đòn tấn công, do mục tiêu cố định dễ bị nhắm bắn hơn khí tài đang hành quân, nhưng cũng đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn và nhanh chóng giữa kíp UAV, sở chỉ huy và khẩu đội tên lửa Iskander để không bỏ lỡ thời cơ. Đòn tấn công cũng là ví dụ mới nhất cho thấy lưới phòng không tiền tuyến của Ukraine đang bị kéo căng khi đoàn xe không có biện pháp bảo vệ, cho phép máy bay không người lái Nga theo dõi từ đầu đến cuối, ông Ace nhận xét. Có khả năng phòng không Ukraine đang phải căng mình phòng thủ các đô thị và lực lượng bộ binh. Nhiều lỗ hổng đã xuất hiện trong thời gian gần đây. Trước đó ngày 6 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công bố video tên lửa Iskander phá hủy pháo phản lực HIMARS, trong khi ít nhất một bệ phóng cùng radar dẫn bắn ANMPQ-64 Sentinel của tổ hợp NASAM cũng bị pháo phản lực. Máy bay không người lái Nga đánh trúng hồi cuối tháng 2 và đầu tháng 3, chuyên gia Ace cảnh báo. Lưới phòng không Ukraine vốn đã bị kéo giãn sẽ càng gặp nhiều khó khăn sau khi mất 2 bệ phóng Patriot. Nước này cũng khó lòng bù đắp được tổn thất trong tương lai gần. Nhà thầu Raytheon của Mỹ là nhà sản xuất duy nhất của hệ thống Patriot đang phải đáp ứng hàng loạt đơn hàng của nước ngoài. Ukraine hoặc đồng minh phương Tây có thể bỏ ra hàng triệu đô la Mỹ để đặt mua 2 bệ phóng mới, nhưng họ sẽ phải chờ từ vài tháng đến nhiều năm, ông Ace nhấn mạnh. Phương án nhanh nhất là tìm kiếm từ quốc gia sản xuất là Mỹ, nhưng Quốc hội Mỹ vẫn chặn các gói viện trợ quân sự cho Ukraine suốt nhiều tháng qua. Mỗi bệ phóng Patriot bị phá hủy tại Ukraine sẽ càng khoét sâu vào lỗ hổng phòng không, rất khó lấp đầy của họ. Ngày 11 tháng 3, kênh CNN dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây đưa tin, Nga có khả năng sản xuất số lượng đạn pháo gần gấp 3 lần so với Mỹ và châu Âu, một lợi thế quan trọng của Moscow trong cuộc chiến với Ukraine. Theo ước tính tình báo của NATO về sản lượng quốc phòng Nga được tiết lộ với CNN, cũng như các nguồn tin quen thuộc với các nỗ lực của phương Tây nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine, Nga đang sản xuất khoảng 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tương đương khoảng 3 triệu quả mỗi năm, một quan chức tình báo cấp cao của châu Âu tiết lộ. Nhìn chung, Mỹ và châu Âu chỉ có khả năng sản xuất khoảng 1,2 triệu quả đạn mỗi năm để gửi tới Kiev. Quân đội Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 100.000 viên đạn pháo mỗi tháng vào cuối năm 2025, chưa bằng một nửa sản lượng hàng tháng của Nga. Tuy nhiên, với việc đề xuất viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đang bị kẹt ở Quốc hội, mục tiêu trên chưa chắc đã thực hiện đúng kế hoạch. Về phần mình, một chỉ huy cấp cao của NATO nói, những gì chúng ta đang đối mặt là một cuộc chiến sản xuất. Cục diện chiến sự ở Ukraine phụ thuộc vào việc mỗi bên được trang bị bao nhiêu vũ khí để tiến hành cuộc chiến này. Các quan chức cho biết, Nga đang bắn khoảng 10.000 quả đạn mỗi ngày so với chỉ 2.000 quả mỗi ngày từ phía Ukraine. Theo một quan chức tình báo châu Âu, chênh lệch nói trên còn cao hơn ở một số nơi dọc theo tiền tuyến, dài 1.000 km, gây ra bất lợi cho Ukraine. Ngoài ra, trong thời gian qua, viện trợ phương Tây cho Kiev dần trở nên nhỏ giọt. Trong khi đó, Nga đã dồn nguồn lực sản xuất quân sự tăng gấp nhiều lần trong vài tháng qua, khiến họ đạt ưu thế vượt trội về hỏa lực so với đối phương. Trong khi đó, Nga gần đây đã kiểm soát được thành phố Avdiivka của Ukraine và được nhiều người đánh giá là có thể chủ động trên chiến trường. Ukraine đang gặp khó khăn không chỉ về đạn dược, mà còn thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng ở tiền tuyến. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm xe tăng M1 Abrams và sắp tới là máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc chiến chỉ có thể phân định tùy thuộc vào việc ai có lợi thế hỏa lực mặt đất mạnh hơn. Một quan chức NATO cho biết, vấn đề số 1 mà chúng tôi đang theo dõi hiện nay là đạn dược. Chính là những quả đạn pháo đó vì Nga đang có được lợi thế sản xuất đáng kể, dẫn tới ưu thế trên chiến trường. Theo quan chức NATO này, Nga đang vận hành các nhà máy sản xuất đạn pháo binh 24/7 với các ca luân phiên 12 giờ.
Khoảng 3,5 triệu lao động Nga hiện đang làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, tăng so với khoảng 2 đến 2,5 triệu người trước xung đột. Quan chức cấp cao của NATO cũng cho biết, Nga đang sản xuất từ 115 đến 130 tên lửa tầm xa và 300 đến 350 máy bay không người lái tấn công. Quan chức này lưu ý, mặc dù trước xung đột, Nga có kho dự trữ hàng nghìn tên lửa tầm xa trong kho vũ khí của mình, nhưng hiện nay, con số này chỉ ở mức khoảng 700 tên lửa. Ngoài ra, phương Tây cho rằng Nga đang nhập khẩu đạn dược từ Iran và Triều Tiên, thông tin mà Moscow, Tehran, Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ. Quan chức tình báo này cho biết, Nga đã đưa mọi thứ họ có vào cuộc chơi, cỗ máy sản xuất quân sự của họ hoạt động hết công suất. Vào cuối năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Nga là lực lượng được chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất trên thế giới, đồng thời nói thêm rằng họ có trang thiết bị hiện đại, đã được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Quân đội Nga gần đây đã tập trung nhiều vũ khí đó để sử dụng với số lượng lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine. Nga cũng đã bổ sung bằng cách tăng cường sử dụng máy bay không người lái, triển khai số lượng máy bay không người lái trung bình mỗi tháng nhiều gấp 4 lần so với mùa đông năm ngoái. Hiện các quốc gia châu Âu đang nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt cho Kiev. Một công ty quốc phòng của Đức hồi tháng trước thông báo rằng họ có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine và cho biết sẽ sản xuất hàng trăm nghìn viên đạn cỡ nòng 155mm mỗi năm. Tại Đức, công ty này cũng đã khởi công một nhà máy mới dự kiến sẽ sản xuất khoảng 200.000 quả đạn pháo mỗi năm. Các quan chức Mỹ và châu Âu nhấn mạnh rằng mặc dù Nga đã có thể tăng cường các dây chuyền sản xuất của mình, nhưng các quốc gia tư bản phương Tây cuối cùng sẽ bắt kịp và sản xuất thiết bị tốt hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hồi tuần trước, Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, Trung tướng Steven Bassam cho biết, nếu Nga thực sự có thể kiểm soát nền kinh tế thì họ có thể tiến nhanh hơn một chút so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, phương Tây sẽ có sức mạnh bền vững hơn. Phương Tây chỉ mới bắt đầu tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng để bổ sung khả năng đạn dược cần thiết. Ngày 12 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải IL-76 của quân đội nước này đã gặp sự cố và rời sau khi cất cánh từ sân bay tại tỉnh Ivanovo. Bộ Quốc phòng Nga thông báo một vận tải cơ quân sự IL-76 rời tại tỉnh Ivanovo sau khi cất cánh để thực hiện chuyến bay theo kế hoạch. Trên máy bay có 8 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách. Cơ quan này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng của những người trên máy bay sau sự cố. Nguyên nhân dẫn đến vụ rơi của chiếc IL-76 được xác định là do một trong các động cơ của máy bay bị cháy. Bộ Tư lệnh Hàng không Vũ trụ Nga đã triển khai đội ngũ chuyên gia đến khu vực xảy ra tai nạn để điều tra. Trang Rusvestna của Nga đưa tin về vụ tai nạn xảy ra gần căn cứ không quân Sevni. Một động cơ bên phải của chiếc IL-76 bốc cháy sau khi va chạm với chim. Video được Rusvestna công bố cho thấy một con lửa lớn bùng lên từ phía bên phải của chiếc IL-76. Trong thông tin này cho biết, phi hành đoàn cố gắng lượn vòng để quay lại sân bay, song nhận ra không thể làm điều này và cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu dân cư. Hơn nữa, họ cũng lưu ý rằng chiếc IL-76 rời gần làng Potalitsy, cách sân bay 2 km. Đây là chiếc IL-76 thứ hai của quân đội Nga gặp nạn trong năm 2024. Trước đó, ngày 24 tháng 1, một chiếc IL-76 đã rơi ở tỉnh Belgorod và sau đó phát nổ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vận tải cơ này đang vận chuyển 65 tù binh Ukraine tới tỉnh Belgorod để tiến hành trao đổi. Tuy nhiên, Ukraine đã lên tiếng bày tỏ sự nghi ngờ về thông tin này. Isuzhin IL-76 là một loại máy bay vận tải chiến lược được trang bị 4 động cơ phản lực đầu tiên của Liên Xô và đã nhập biên chế từ năm 1974. Tính đến nay, gần 1.000 chiếc đã được chế tạo. IL-76 được thiết kế để vận chuyển hàng hóa quá khổ và đáp ứng nhu cầu vận tải khẩn cấp cũng như hỗ trợ nhân đạo trên toàn cầu. Nó có khả năng cất hạ cánh trên nhiều loại đường băng khác nhau, bao gồm cả nền đất cứng và bề mặt sông băng tại địa cực. Một máy bay vận tải IL-76MD có chiều dài 46,6m, dài cánh rộng 50,5m và cao 14,7m. Khối lượng rỗng của nó là 92,5 tấn và trọng tải tối đa lên đến 48 tấn. Máy bay này có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 900 km/h và có thể bay được khoảng 4.400 km với tải trọng lớn nhất. Mới đây, giám đốc điều hành của Tesla, ông Elon Musk đã đưa ra nhận định về những nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu Nga. Theo CEO của Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, ông đồng tình với quan điểm của nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng David Sack. Ông cho rằng, nỗ lực của Washington nhằm làm suy yếu nước Nga đã trở thành sự thật ngược lại, khiến cho nước Nga mạnh mẽ hơn. Ngày 10 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên mạng xã hội X, doanh nhân David Sack chia sẻ quan điểm của mình về cuộc xung đột ở Ukraine, gọi đó là phản tác dụng lớn của Tổng thống Biden. Ông Sack nói, Mỹ đã làm cho quân đội Nga mạnh hơn,
quy mô hơn trước, sản xuất nhiều vũ khí hơn, cơ sở công nghiệp được phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, giờ đây vũ khí Nga đã được thử nghiệm và được tôi luyện trên chiến trường, đặc biệt là khá thành công trong việc chống lại vũ khí của phương Tây. Ông Elon Musk đã chia sẻ quan điểm tương tự với David Sack khi ông bình luận trên một bài đăng trên mạng xã hội X. Thật không may, điều này là sự thật. Nhà đầu tư công nghệ David Sack khẳng định, so với quân đội của Ukraine, quy mô quân đội của Nga đã gia tăng lên đáng kể. Ông cho rằng, Tổng thống Joe Biden đã đóng góp vào việc làm cho quân đội Nga trở nên đáng gờm hơn nhiều. Trong khi đó, Mỹ lại đang chứng kiến việc cạn kiệt và rỗng tuếch trong kho dự trữ của mình. Theo ông Sack, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga đã trở thành một phần của các quyết định sai lầm trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden, ông Sack nhấn mạnh. Nền kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế G7 nào. Nó thực sự đang bùng nổ và nền kinh tế của các đồng minh châu Âu của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, nhà đầu tư công nghệ này đưa ra lập luận, Ukraine mới là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất từ sự can dự của Mỹ vào cuộc xung đột. Ông Sack phê phán Tổng thống Biden, người tuyên bố Mỹ sẽ giúp giảm bớt đau khổ cho người Ukraine. Tuy nhiên, ông chỉ ra sự ủng hộ từ Washington đối với cuộc chiến này và sự sẵn sàng chiến đấu đến cùng đã góp phần tạo ra một thảm họa nhân đạo. Đây không phải là lần đầu tiên hai doanh nhân người Mỹ chia sẻ quan điểm đồng thuận về những vấn đề như vậy. Tỷ phú Musk đồng ý với tuyên bố của ông Sack về NATO phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu sau sự sụp đổ của Liên Xô. Đầu tháng 3 năm 2024, ông quyết định bắt tay vào một cuộc mở rộng để lấp đầy khoảng trống. Mỹ là một đồng minh chính của Ukraine, đã cung cấp hơn 111 tỷ đô la Mỹ trong hỗ trợ quân sự và tài chính. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, viện trợ từ Mỹ đã giảm đáng kể. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã gặp khó khăn trong việc vượt qua sự phản kháng của Đảng Cộng Hòa để hỗ trợ thêm 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Moscow cho rằng, việc Mỹ và các đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ không thể ngăn cản Nga đạt được mục tiêu của mình và chỉ làm kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine. Kịch bản tái đấu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử cuối năm nay có thể mang lại những tình huống không từng xảy ra trong hơn 70 năm. Đây là một tín hiệu cho thấy sự căng thẳng và quan tâm lớn từ công chúng đối với sự kiện này. Theo dự báo của tổ chức Edison, cả Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều có khả năng tích đủ số phiếu đại biểu để nhận được đề cử của đảng mình để tranh cử. Tính đến cuối ngày 11 tháng 3, Tổng thống Biden chỉ còn thiếu 113 phiếu đại biểu để đạt được ngưỡng tối thiểu cần thiết để nhận được đề cử từ Đảng Dân Chủ. Ông có thể đạt được số phiếu này sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang như Georgia, Mississippi, Washington và đảo Northern Mariana. Các bang này có tổng cộng 254 đại biểu. Trong khi đó, ông Trump cũng chỉ còn thiếu 139 phiếu để đạt được ngưỡng tối thiểu cần thiết từ Đảng Cộng Hòa. Các cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang như Georgia, Hawaii, Mississippi và Washington có thể giúp ông thu được thêm 161 phiếu. Đợt bầu cử sơ bộ siêu thứ 3 vào ngày 5 tháng 3 đã góp phần định hình cảnh bầu cử tổng thống năm nay ở Mỹ. Dường như một kịch bản gần như chắc chắn sẽ xảy ra là cuộc tái đấu giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump. Điều này sẽ là lần đầu tiên sau hơn 70 năm mà một Tổng thống đương nhiệm Mỹ chạy đua tranh cử với người tiền nhiệm. Cả hai ứng viên đều đang tăng tốc chiến dịch vận động tranh cử, sẵn sàng cho cuộc tái đấu vào tháng 11 tới. Trong khi đó, nhiều thành viên Đảng Dân Chủ từng cho rằng các rắc rối pháp lý có thể nhấn chìm chiến dịch vận động tái tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 3, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết có lợi cho cựu Tổng thống trong vụ kiện về tư cách tranh cử theo tu chính án thứ 14 của Hiến pháp. Theo chiến lược gia của Đảng Dân Chủ và là cựu cố vấn cho chiến dịch tranh cử của các thượng nghị sĩ Dân Chủ, ông Steve Jardine, các nhà lập pháp trong đảng nên lo lắng về bức tranh chính trị hiện tại. Chiến lược gia này chia sẻ với báo The Hill rằng, trong khi ông Trump và đội ngũ của mình tích cực tiếp cận các cử tri để truyền tải thông điệp, nhóm chiến dịch của ông Biden có vẻ chùn bước trong hoạt động này. Phe Dân Chủ hứng chịu một đòn giáng khác khi phán quyết đầu tuần này của Tòa án Tối cao Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực loại cựu Tổng thống Trump khỏi bầu cử sơ bộ của bang Colorado, ảnh hưởng đến những nỗ lực tương tự của các bang Maine và Illinois. Ông Trump cùng các đồng minh trong quốc hội coi quyết định này là một chiến thắng lớn, đồng thời cố gắng sử dụng nó làm vũ khí chống lại các đối thủ của mình. Mặc dù phe Dân Chủ đã tiên lượng khả năng tòa án tối cao sẽ cho phép ông Trump tiếp tục tranh cử, nhưng phán quyết đồng thuận của 9 thẩm phán tại cơ quan này ám chỉ các lập luận pháp lý chống lại cựu Tổng thống yếu đến mức nào. Không giống năm 2020, khi ông Biden chiếm ưu thế hơn ông Trump trong toàn bộ chiến dịch tranh cử, lần này, Tổng thống đương nhiệm phải đối mặt với con đường nhiều thách thức hơn. Theo giới quan sát, cơ hội tái đắc cử của ông Biden không vượt quá 50-50. Những người ủng hộ ông Biden cũng cần thừa nhận một thực tế rằng ông Trump có cơ hội trở lại Nhà Trắng.
Cử tri Mỹ cho biết vấn đề hàng đầu mà nước này đang phải đối mặt đều liên quan đến kinh tế hoặc nhập cư. Ở những lĩnh vực đó, ông Trump nhận được nhiều tín nhiệm hơn. Nếu niềm tin người tiêu dùng tiếp tục được cải thiện hay tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ giảm, ông Biden có thể giành lại được ưu thế trước ông Trump. Câu hỏi đặt ra là trong vòng 8 tháng tới liệu những điểm yếu của ông Trump có bắt đầu bộc lộ ra nhiều hơn so với của ông Biden hay không? Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để Tổng thống Biden giành thêm một nhiệm kỳ nữa. Ngày 12 tháng 3, trong bối cảnh cuộc đình công của bác sĩ thực tập trên toàn quốc vẫn đang diễn ra, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi việc thực hiện cải cách y tế của chính phủ một cách nhanh chóng, bao gồm việc tăng cường số lượng sinh viên ở các trường y. Theo hãng tin Yonhap, người phát ngôn của Tổng thống cho biết ông Yoon Suk-yeol đã đưa ra lời kêu gọi này tại cuộc họp với các thư ký cấp cao. Trong 3 tuần vừa qua, hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập trên khắp đất nước đã nghỉ việc dưới hình thức từ chức hàng loạt để phản đối quyết định của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường y lên 2.000 bắt đầu từ năm học tới nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ. Trước đó vào ngày 11 tháng 3, các giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul SNU đã quyết định nộp đơn từ chức hàng loạt vào tuần tới nếu chính phủ không đưa ra bước đột phá hợp lý trong cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ thực tập. Các giáo sư y khoa thuộc Đại học Catholic Hàn Quốc cũng đã cảnh báo sẽ tiếp tục đình chỉ các ca phẫu thuật và giảm hoạt động điều tra cho cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Một quan chức khác từ văn phòng Tổng thống đã cảnh báo sẽ phản ứng nghiêm khắc đối với các giáo sư trường y xin từ chức. Quan chức này khẳng định, khi Tổng thống yêu cầu thực hiện cải cách y tế theo nguyên tắc và nhanh chóng, việc các giáo sư rời khỏi nơi làm việc của họ hàng loạt cũng là vi phạm luật y tế và vì thế họ không phải là ngoại lệ. Trong khi đó, ngày 11 tháng 3, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề tới 4.900 bác sĩ thực tập tham gia đình công để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết họ đã gửi thông báo xử lý hành chính tới hàng nghìn bác sĩ tập sự sau khi họ phớt lờ lệnh trở lại làm việc. Đây là bước đầu tiên trong quy trình đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ tại Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Yoon Byung-hwang cho biết bộ này đã hoàn tất việc gửi thông báo tới số bác sĩ nói trên tuần trước. Khi nhận được thông báo, các bác sĩ sẽ phải gửi phản hồi trình bày ý kiến của họ về các biện pháp phạt muộn nhất ngày 25 tháng 3. Trong khi đó, Bộ Y tế muốn mở một đường dây nóng để bảo vệ những người muốn trở lại làm việc. Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã cảnh báo sẽ tạm đình chỉ giấy phép 3 tháng đối với các bác sĩ đình công. Hình phạt này được cho là sẽ khiến thực tập sinh trở thành bác sĩ chuyên khoa muộn ít nhất 1 năm. Ông Chun kêu gọi các bác sĩ đình công trở lại với bệnh nhân. Ông nhấn mạnh, chính phủ sẽ xem xét tình hình và bảo vệ các bác sĩ thực tập. Nếu họ quay trở lại làm việc trước khi biện pháp xử lý hành chính hoàn tất, chính phủ sẽ không từ bỏ đối thoại, cánh cửa đối thoại luôn rộng mở. Thông tin báo chí địa phương cho biết, một số bác sĩ tập sự đã bị gây áp lực khi họ quay trở lại làm việc, trong khi một số bác sĩ tập sự không tham gia cuộc đình công được phát động từ ngày 19 tháng 2 đã bị những người đình công tiết lộ tên và thông tin cá nhân trên mạng Internet. Đầu tháng này, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu một cuộc điều tra về một tài liệu được đóng dấu của Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA, trong đó yêu cầu lập ra một danh sách đen gồm các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú không tham gia cuộc đình công. Người phát ngôn của KMA, Jo Soho đã phủ nhận cáo buộc này, gọi đó là một tài liệu giả mạo. Với số lượng thành viên lên đến 140.000 người, KMA là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất của các bác sĩ tại Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đã nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi quấy rối nào đối với các bác sĩ tập sự không tham gia vào cuộc đình công. Ngày 12 tháng 3, Sputnik dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström cho biết Stockholm sẵn sàng cho phép các nước thành viên NATO triển khai quân đến nước này, nhưng không liên minh thiết lập căn cứ đồn trú lâu dài. Ngoại trưởng Billström nói, các nước thành viên NATO được phép hoạt động ở Thụy Điển, nhưng chúng tôi không muốn NATO đặt căn cứ đồn trú. Hôm 8 tháng 3, Thụy Điển đã chính thức gia nhập NATO, trở thành quốc gia thành viên thứ 32 của liên minh. Ngày 11 tháng 3, trụ sở NATO tại Bruxelles đã tổ chức lễ trao cờ cho Thụy Điển. Cờ của Thụy Điển cũng được kéo lên đồng thời với cờ của 31 đồng minh khác tại các bộ chỉ huy của NATO trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tới dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh Thụy Điển đã có được vị trí xứng đáng trong khối này. Cũng theo Tổng thư ký Stoltenberg, việc Thụy Điển gia nhập NATO một lần nữa cho thấy cánh cửa của liên minh quân sự này vẫn mở rộng. Trong những thập kỷ gần đây, Thụy Điển, quốc gia không có xung đột trong hai thế kỷ, đã xích lại gần hơn bao giờ hết với NATO, một phần vì lực lượng quân đội của nước này đã bị thu hẹp lại sau khi Liên Xô sụp đổ. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau Phần Lan,
Tất cả các quốc gia giáp biển Baltic ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này. Trước đó, ngày 6 tháng 3, tờ Financial Times đưa tin Thụy Điển với tư cách là thành viên NATO có thể trở thành một trung tâm hậu cần, đồng thời là điểm chuyển quân của NATO. Cuối tuần trước, Thụy Điển cũng đã tham gia cuộc tập trận đầu tiên với NATO mang tên Phản ứng Bắc Âu. Phản ứng Bắc Âu là một phần trong chuỗi tập trận Người bảo vệ kiên định của NATO. Với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ, các cuộc tập trận bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến tháng 5 tới, bao trùm tất cả các khu vực của châu Âu. Đây là một phần trong chuỗi tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Cuộc tập trận diễn ra tại Phần Lan và Na Uy với sự tham gia của 20.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia thành viên NATO. Theo Bộ Quốc phòng Thụy Điển, nước này đã đóng góp 4.500 binh sĩ. Tờ Japan Times mới đây đưa tin, chính quyền thành phố Tokyo cho biết, tính đến ngày 11 tháng 3, chương trình hỗ trợ đông lạnh trứng được công bố hồi tháng 9 năm ngoái đã ghi nhận khoảng 2.900 người đăng ký, cao hơn đáng kể so với 300 suất mà thành phố dự trù ban đầu. Đây là tín hiệu cho thấy biện pháp thúc đẩy tỷ lệ sinh của Tokyo đang có hiệu quả. Theo đó, thành phố này bắt đầu nhận đơn xin trợ cấp đông lạnh trứng từ tháng 10 năm ngoái đối với những phụ nữ sống ở Tokyo từ 18 đến 39 tuổi đang muốn đông lạnh trứng. Theo chương trình, những người đáp ứng các tiêu chí có thể nhận được tới 200.000 yên, tương đương 34 triệu đồng trong năm làm thủ tục, và nhận được 20.000 yên, tương đương 3,4 triệu đồng tiền trợ cấp mỗi năm suốt 5 năm sau điều trị. Chương trình áp dụng cho tất cả những người cư trú tại Tokyo, không phân biệt quốc tịch. Khi chính quyền đô thị triển khai chương trình này, họ đã lập ngân sách khoảng 300 người nhận trợ cấp trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, đơn đăng ký từ những người quan tâm đã nhanh chóng vượt mức ước tính đó. Mặc dù số lượng người nộp đơn hiện cao hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu của thành phố, chính quyền Tokyo cam kết giới chức vẫn sẽ phát trợ cấp cho tất cả những người nộp đơn phù hợp với tiêu chí và sẽ dành ngân sách cho chương trình này. Bà Mayu Sakuma là quan chức tại bộ phận hỗ trợ chăm sóc trẻ em của chính quyền thủ đô Tokyo cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục triển khai chương trình này với mục đích, thứ nhất là mở rộng hỗ trợ cho những người muốn sinh con và nuôi con, thứ hai là tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho phụ nữ để họ có thể sống cuộc sống mà họ mong muốn." Trong số các điều kiện nhận trợ cấp, người nộp đơn phải tham dự buổi tư vấn do chính quyền Tokyo tổ chức để tìm hiểu về thủ tục trước khi quyết định liệu họ có muốn thực hiện hay không. Tính đến tuần trước, trên 9.200 phụ nữ đã đăng ký tham gia các buổi tư vấn. Hơn một nửa số người nộp đơn ở độ tuổi từ 35 đến 39 và gần 40% ở độ tuổi đầu 30. Đầu tháng này, 98 buổi tư vấn với trên 7.100 người tham dự đã diễn ra. Khoảng 820 phụ nữ đã hoàn thành thủ tục và hoàn tất đơn xin trợ cấp cuối cùng. Trong bối cảnh tỷ lệ sinh thành phố giảm, người trẻ có xu hướng kết hôn muộn, chương trình được triển khai với mục đích mang đến cho phụ nữ nhiều sự lựa chọn hơn trong việc sinh con. Tokyo là thành phố đầu tiên tại Nhật Bản triển khai trợ cấp tiền cho người muốn đông lạnh trứng. Các thành phố khác đang đàm phán về chương trình tương tự. Những năm gần đây, nhu cầu đông lạnh trứng trở nên phổ biến với những người muốn sinh con trong tương lai nhưng chưa sẵn sàng làm mẹ ngay lập tức. Dịch vụ này giúp lưu trữ những quả trứng khỏe mạnh ở độ tuổi sinh sản lý tưởng, chờ thụ tinh ống nghiệm khi cần. Quá trình lấy và bảo quản trứng khá tốn kém, chi phí dao động từ 300.000 đến 600.000 yên. Giá có thể chênh lệch tùy thuộc vào yếu tố khác như số lượng trứng và nhà cung cấp dịch vụ y tế. Ngày 13 tháng 3, Reuters đưa tin, thẩm phán bang Florida, Mỹ đã bác bỏ vụ kiện phỉ báng sang người chị cùng cha khác mẹ, đệ trình chống lại vợ hoàng tử Anh Harry, bà Meghan Markle. Trong đơn kiện được đệ trình từ năm ngoái, nguyên đơn Samantha Markle nói rằng bà đã bị tổn hại bởi những phát biểu chê bai, gây tổn thương và sai lầm từ con dâu hoàng gia Anh. Theo bà Samantha, các tuyên bố của bà Markle trên nền tảng Netflix và cuộc phỏng vấn năm 2021 với nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đã ngụ ý rằng người chị cùng cha khác mẹ là một kẻ mạo danh lừa đảo nhằm tìm kiếm danh tiếng. Vụ kiện đặc biệt tập trung vào nhận xét của bà Markle rằng bà và người chị Samantha không thân thiết. Bà Markle cũng nói rằng kể từ khi bà bắt đầu hẹn hò với hoàng tử Harry, chị gái đã đổi họ thành Markle, tờ The Times đưa tin. Trước cáo buộc trên ngày 12 tháng 3, thẩm phán Charles Edwards Honeywell đã ra phán quyết rằng các phát biểu trên của bà Markle chỉ là ý kiến, về cơ bản là đúng và không nói xấu nguyên đơn Samantha. Trên thực tế, năm 2020, sau khi chuyển đến Mỹ sinh sống, bà Markle và hoàng tử Harry, con trai út của vua Charles Đệ Tam, đã từ bỏ tước hiệu hoàng gia. Các lùm xùm giữa đôi vợ chồng và hoàng gia Anh đã trở thành đề tài bàn luận trên toàn thế giới trong nhiều năm. Năm 2021, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Oprah Winfrey, cặp đôi đã cáo buộc hoàng gia phân biệt chủng tộc, bỏ bê và tiết lộ những mối thù nội bộ. Khi được bà Winfrey hỏi về cuốn sách được cho là kể tất cả mà chị gái cùng cha các mẹ đã viết, bà Markle trả lời rằng sẽ rất khó để kể hết tất cả khi bạn không biết về tôi.
Theo đài CBS News, sự xuất hiện của cặp vợ chồng vào thời điểm đó đã thu hút 49 triệu lượt xem trên khắp thế giới. Ngày 11 tháng 3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết bộ này chỉ đặt mua một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia trong năm tài chính 2025, giảm so với tốc độ đóng hai chiếc mỗi năm trong những năm gần đây. Theo báo Nikkei Asia, quyết định này phản ánh tình trạng tắc nghẽn trong ngành đóng tàu của Mỹ. Cả hai nhà máy đóng tàu ngầm lớp Virginia, General Dynamics và Huntington Ingalls Industries đang phải đối mặt với tình trạng tồn đọng đơn hàng ngày càng trầm trọng do hạn chế về năng lực và thiếu nhân sự. Quyết định mới cũng thể hiện tình hình tiền thoái lưỡng nan của Bộ Quốc phòng Mỹ khi họ không thể tăng ngân sách một cách đáng kể nhưng vẫn phải đối phó với việc Trung Quốc tăng cường xây dựng quốc phòng quy mô lớn. Tổng ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2025 của Bộ Quốc phòng Mỹ là 849,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,9% so với năm trước. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng hàng năm của Trung Quốc cho năm 2024 tăng 7,2% lên 1.670 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 233 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ bị hạn chế bởi đạo luật trách nhiệm tài chính, một thỏa thuận về giới hạn nợ được ký kết vào giữa năm 2023. Đạo luật này giới hạn sự tăng của ngân sách ở mức 1% so với yêu cầu cho năm tài chính 2024. Kể cả khi tính đến lạm phát, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải cắt giảm khoảng 10 tỷ đô la Mỹ so với kế hoạch năm ngoái. Chương trình đóng tàu ngầm lớp Virginia là một trong những kế hoạch bị ảnh hưởng nặng. Ngân sách cho chương trình đóng tàu ngầm giảm xuống còn 8,2 tỷ đô la Mỹ, tức là giảm 24% so với năm tài chính 2024. Sự chậm trễ của chương trình đóng tàu ngầm lớp Virginia cũng làm lộ ra những căng thẳng trong hiệp ước phòng thủ AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc. Theo hiệp ước này, Mỹ và Anh cam kết cung cấp cho Úc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Mỹ đã cam kết bán cho Úc 3 tàu ngầm lớp Virginia vào các năm 2032, 2035 và 2038 và có lựa chọn cung cấp thêm 2 chiếc nữa. Thông qua AUKUS, Mỹ muốn tăng cường khả năng răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương với các đồng minh chủ chốt. Tuy nhiên, các quan chức hải quân Mỹ đã nêu lên mối lo ngại về tác động mà AUKUS có thể gây ra đối với các xưởng đóng tàu. Tốc độ đóng 2 chiếc tàu ngầm mỗi năm chỉ đáp ứng được nhu cầu của Mỹ. Tuy nhiên, theo cơ quan khảo sát Quốc hội Mỹ, để phục vụ AUKUS, Mỹ cần phải đóng 2,33 tàu ngầm mỗi năm. Trong thực tế, tỷ lệ giao hàng chỉ đạt trung bình 1,2 chiếc một năm trong 5 năm qua. Quyết định của Hải quân Mỹ giảm mua tàu ngầm lớp Virginia đã gây ra phản ứng dữ dội tức thì từ một số nghị sĩ. Ngày 11 tháng 3, trong một tuyên bố, hạng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ và là thành viên cấp cao của Tiểu ban Lực lượng Dự báo và Quyền lực biển của Hạ viện Mỹ, ông Joe Cowney nhấn mạnh, nếu việc cắt giảm như thế thực sự được thực thi, việc đó sẽ loại bỏ thêm một tàu ngầm tấn công nữa khỏi hạm đội vốn còn thiếu 17 tàu ngầm nữa mới đáp ứng yêu cầu từ lâu của Hải quân là 66 chiếc. Ông Cowney cảnh báo, với cam kết mới mà Bộ Quốc phòng và Quốc hội đưa ra năm ngoái là bán 3 tàu ngầm cho đồng minh Úc của chúng ta, hệ quả từ đề xuất của Hải quân sẽ có tác động sâu sắc đến Hải quân của cả hai nước. Ngoài tàu ngầm, chương trình mua chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ cũng bị ảnh hưởng theo đề xuất ngân sách quốc phòng mới. Theo đó, việc mua sắm F-35 dự kiến sẽ giảm xuống còn 68 chiếc vào năm 2025 so với con số 83 chiếc vào năm 2024. Kinh phí cho chương trình F-35 là 12,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,5% so với năm trước. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng mới ưu tiên tài trợ cho bộ ba hạt nhân trên biển, trên bộ và trên không của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Theo Nikkei Asia, Lầu Năm Góc ước tính rằng Trung Quốc sẽ còn hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2030. Hiện nay, tàu ngầm hạt nhân có vai trò quan trọng để tiến hành một số chiến dịch tấn công. Khi xảy ra chiến sự, tàu ngầm có thể loại bỏ cả một hạm đội, còn tàu ngầm có trang bị tên lửa hành trình có thể tấn công những mục tiêu trên đất liền. Ngoài khả năng quân sự quan trọng, tàu ngầm còn có thể thu thập tình báo, tổng hợp dữ liệu về các hạm đội của đối phương, thậm chí có thể giám sát những gì đang diễn ra trên đất liền. Ngày 11 tháng 3, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Donald Trump đã liệt kê ra những việc mà ông sẽ làm đầu tiên nếu đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Theo đó, những việc ông Trump sẽ làm là đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico, tiếp tục hoạt động khoan để khai thác dầu khí và thả những người đang ngồi tù vì tham gia cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 ở nhà Quốc hội Mỹ. Những người tham gia cuộc nổi loạn 3 năm trước đã xông vào trụ sở của Lưỡng viện Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Số liệu của Bộ Tư pháp công bố vào tuần trước cho thấy khoảng 1.358 bị cáo đã bị buộc tội trong 38 tháng. Kể từ sự kiện trên, khoảng 500 người đã bị kết án tù. Hồi tháng 12 năm ngoái, cựu Tổng thống Mỹ từng đưa ra kịch bản giả định về ngày đầu tiên nhậm chức nếu ông trúng cử vào tháng 11.
Ông cam kết sẽ không lạm dụng quyền lực để trả đũa đối thủ nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ngoại trừ trong ngày đầu tiên. Ông Trump đang phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự, trong đó có 2 cáo buộc, một ở cấp liên bang và một ở bang Georgia, liên quan tới nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng đây là những động thái có tính chính trị chống lại mình. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định rằng sự ủng hộ mà ông nhận được từ các cử tri Đảng Cộng Hòa đã được gia tăng chứ không bị tổn hại bởi các rắc rối pháp lý của ông. Ông Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên Tổng thống của đảng này khi đối thủ cuối cùng còn lại của ông, bà Nikki Haley, đã dừng chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, vấn đề biên giới phía Nam đang được xem là chủ đề có thể tác động tới kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, nơi hai ông Trump và Biden được dự đoán sẽ tái đấu sau 4 năm. Trong các sự kiện tiếp xúc cử tri, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh lại quan điểm về chính sách cứng rắn với người nhập cư, trọng tâm trong chiến lược tranh cử nước Mỹ là trên hết của ông. Ông Trump cáo buộc đương kim Tổng thống Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam và cho rằng chính quyền đương nhiệm phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại. Các cuộc vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ đã gia tăng trong những tháng sau khi ông Biden nhậm chức, do ông dỡ bỏ nhiều hạn chế từ thời ông Trump và có chủ trương thực hiện chính sách thoải mái hơn. Ông Trump từng tuyên bố sẽ áp dụng chính sách cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư nếu ông trở lại Nhà Trắng vào cuối năm nay.